Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần 1, đó chính là phần hình trụ, đúng không nào? Chúng ta đã nắm được cái công thức tính diện tích xung quanh sẽ bằng là 2π nhân r nhân h, và công thức tính thể tích sẽ bằng là π nhân r bình phương nhân h. Ta phải nắm được hai công thức này. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở hình nón. Nhận biết hình nón. Một, đồ chơi. Chi tiết cơ khí, có dạng hình nón, một số yếu tố như nón được thể hiện như trên cái hình 10.9B. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, đây là một hình nón. Thì chúng ta khi mà chúng ta quay một cái tam giác vuông, cố định ở đây là cái đoạn cái anh SO, và chúng ta quay cái cạnh SA này xung quanh cái trục này, thì chúng ta sẽ có một cái hình nón. Hình nón thì trong đây nó gồm có các phần này, ta để ý này trên đây này. OA ở đây đó chính là bán kính đáy này. Còn AB, nếu mà người ta nói AB đây á mà đi qua tâm O này á thì nó chính là đường kính. Nhớ nha. Đường cao đó chính là SO. Đỉnh là đỉnh S. Nhớ hình nón nó chỉ có một mặt đáy thôi. Và mặt đáy đây là chính là một hình tròn. Được chưa? Đó. Cái anh đường cao là SO, cái anh SA đây đó chính là đường sinh. SB đây chính là đường sinh. Cái đường sinh thì nó sẽ ký bằng chữ L. Còn SO là chiều cao thì nó ký bằng chữ H, và AO là ký bằng chữ R, là bán kính. Nhóm này như vậy. Đường sinh này, SA, SB. Cái đường sinh thì rất là nhiều đường, nhưng mà đường cao ở đây á thì nó chỉ có một đường thôi. Và cái độ dài, cái chiều dài á của cái anh đường sinh và đường cao trong hình nón này là không bằng nhau em nha. Ví dụ như của thằng hình trụ á thì ảnh bằng nhau, như là L thì bằng H, nhưng ở trong hình nón này thì L này không bằng H. Được chưa? Tại vì khi mà cái tam giác SOA vuông tại O thì SA này chính là cạnh huyền, thì chắc chắn là cái chiều dài của đường sinh của cạnh huyền này nó sẽ lớn hơn của cái anh SO này là H. Hiểu chưa? Đó. Người ta yêu cầu em là nêu một số đồ vật có dạng hình nón trong đời sống. Thì trong đời sống ta ví dụ như là cái nón á, người ta hay đòi cái nón người Việt Nam mình cái đặc trưng, ví dụ chị em phụ nữ thì có chiếc nón và có cái tà áo dài, thì người ta hay quảng bá cái đó. Hoặc là cái kem ốc quế nha, biết kem ốc quế không? Cái kem ốc quế, hoặc là cái mũ sinh nhật, hoặc là mũ của chú hề á. Thì đó chính là một số cái hình ảnh mà cho ông ta về cái hình nón nha. Đây, hoặc là mũ của chú hề cũng được em, nhiều lắm. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta ghi lại phần này vô. Ở đây chúng ta nhớ đường sinh này, SA hoặc là SB người ta gọi là đường sinh, SO là đường cao, OA hoặc là OB đó chính là R, nghĩa là bán kính. Vậy nha. Đỉnh thì nó có một đỉnh thôi, đỉnh S. Chúng ta sẽ đi sang ở ví dụ 3. Hay kể tên đỉnh, đỉnh đây chính là đỉnh S này, đường cao là SO này, một bán kính đây là OM hoặc là ON, và một đường sinh đây có thể là SM hoặc là SN hoặc là SB. Nghĩa là đường sinh của nó là vô số đường sinh ta có thể kể xuống, nhưng mà trên hình này là hiện tại là có 3 đường sinh, một đường cao nha. Thì phần này về phần luyện tập 3, người ta yêu cầu các em là kể tên các bán kính đáy và đường sinh còn lại. Thì cái này rất là dễ để thầy đọc tên rồi đúng không? Thì các bán kính đáy còn lại do cái hình này nằm phía bên kia em, thì của nón đó chính là ON, OM. Tại vì nãy người ta đã nêu OM rồi thì bây giờ người ta sẽ nêu ON hoặc là OB. Các đường sinh còn lại hình nón đó chính là SN hoặc là SB nha. Ta xem phần chú ý. Cho một hình nón, nếu trải dài như này thì rất là dễ đúng không? Nhớ nó chỉ có một đáy này, nó chỉ có một đáy thôi nha các em nha. Nó một đáy là đường sinh này. Nếu chúng ta cắt dọc theo cái đường sinh này, chúng ta trải đều ra thì đây chính là một hình quạt. Cái hiểu không? Đây là một hình quạt này, hình quạt tròn. Đó. Về phần thực hành 2 này, người ta yêu cầu các em cắt một nửa hình tròn bằng giấy cứng có đường kính ở đây là, nhớ ở đây là đường kính này là 20, đường kính là D là bằng 20. Đường kính 20 thì chứng tỏ bán kính thì bằng đường kính chia 2 em.
sẽ bằng 20 chia 2 là bằng 10. 10 cm, 8 s. Cũng rồi. Hãy cho biết độ dài đường sinh và chu vi đáy của hình tròn hình nón đó. Thì cái đường sinh á, cái độ dài đường sinh chính là cái thằng nào nha. Đường sinh của nón là đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng ở trong đây đó chính là SA. Nên cái độ dài nên là cái độ dài đường sinh của chúng ta. Đấy, SA này. Ở đây AB là 20. AB ta là 20 thì SA này sẽ bằng 10, thì chứng tỏ độ dài đường sinh ra đây là bằng 10. Bằng 10. Có được chưa nào? Rồi ở đây người ta yêu cầu em là tính chu vi đáy. Chu vi đáy vì hình nó được tạo bởi nửa hình tròn thôi. Nửa hình tròn. Nên là cái chu vi đáy của chúng ta thì nó sẽ bằng là gì? Gì em? Bi. Bi nhân cho R là bán kính, nghĩa là bằng 10 bi là cái chu vi của nó. Tại vì cái nửa hình tròn thôi mà. Đây này. Nếu mà hình tròn á, em nhớ này, nếu mà hình tròn thì chu vi của nó là bằng 2 pi nhân cho R. Nhưng bây giờ là nửa đường tròn, một phía bên đây thôi, thì nó sẽ là C sẽ bằng là pi nhân cho R thôi. Bỏ số 2 đi. Có hiểu chưa? Đó. Được không em? Rồi. Ta sẽ đi sang phần diện tích xung quanh và thể tích của hình nón nha. Ta đi sang hoạt động 3 này. Người ta coi diện tích của hình hoạt tròn SAB, xem mà thực hình 2 chính là diện tích xung quanh hình nón tạo thành. Cho hình nón có đường sinh là L bằng 9 và bán kính đáy là R bằng 5, tính diện tích mặt xung quanh hình nón. Thì diện tích xung quanh của mặt hình nón thì nó sẽ bằng là B nhân R nhân cho L. Nghĩa là bằng bi nhân L là R chúng ta là bán kính đáy là 5 và nhân cho đường sinh là 9. Như vậy bằng 45 bi kia. Ở đây đơn vị là cm vuông. Được chưa? Cm vuông. 45 bi. Anh em. Chúng ta có cái độ dài của cung AB. Rồi. Bây giờ từ cái đó chúng ta sẽ có công thức nha. Ta có công thức tính diện tích xung quanh này. Bằng B nhân R L. Trong đó R là bán kính đáy và L ở đây chính là độ dài đường sinh. Thì thầy đề nghị chúng ta sẽ thuộc về công thức này. Khi nó đã có công thức thì bắt buộc phải thuộc để mà làm được bài tập nha. Chứ công thức mà không thuộc thì bó tay chấm cơm nghe. Ta học đồng 4 nè. Hãy nhắc lại công thức thể tích của hình chớp tam giác đều, hình chớp tứ giác đều và diện tích đáy với đường cao. Được nè. Như vậy thì công thức của hình chớp tam giác đều, tứ giác đều thì V sẽ bằng là 1/3 nhân diện tích đáy và nhân cho đường cao. Đây nghe. Tương tự như vậy thì cái thể tích của hình nón nó cũng như thế. Ở đây đáy là hình tròn nên nó vẫn là bi nhân R bình phương. S đáy này là bản thân S đáy này bằng bi nhân R bình phương này. Đường cao này nhân qua đây. Như vậy thầy cũng đề nghị chúng ta cũng thuộc về công thức này. Hay nói cách khác ấy, là nó cũng sẽ bằng 1/3 thể tích của hình gì? Hình trụ em nha. Hình trụ. Hình trụ. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Đây sang phần ví dụ 4. Một hình nón có độ dài đường sinh là bằng 10, bán kính đáy bằng 6, tính diện tích xung quanh hình nón. Để tính diện tích xung quanh thì chúng ta đã có công thức rồi đúng không? Diện tích xung quanh của chúng ta thì nó sẽ bằng là B nhân R nhân L. Thì trên đây nó đã có sẵn hết rồi. Chúng ta chỉ việc thế thôi. Tính để tính thể tích nón thì ở đây cái đường cao này đã có chưa? Cái đường cao này chưa có. Em nhớ này. Nếu như ở đây á, em nhìn này, thầy tách riêng ra trở thành tam giác vuông này. Ở đây đường cao, ở đây là đường sinh là L và đây là bán kính đáy đúng không?
Như vậy thì chúng ta phải nhớ là công thức là L bình phương này sẽ bằng là H bình phương cộng cho R bình phương, tại vì đây là chính là tam giác vuông. Cái này đã áp dụng Pythagore. Ví dụ như để tính đường sinh đó, thì từ đây chúng ta suy ra L này sẽ bằng căn bậc 2 của H bình phương cộng R bình phương. Chúng ta có thể ghi vô nha. Còn ví dụ để tính H bình phương, để tính H bình phương thì chúng ta sẽ lấy L bình phương trừ cho R bình phương, thì suy ra H này sẽ bằng căn bậc 2 của L bình phương trừ R bình phương. Chúng ta có thể ghi thầy hai công thức này vô để chúng ta có thể làm bài tập cho nó chính xác. Thì ở đây chúng ta tính H chứ không phải là tính L. Như vậy chiều cao H chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của L bình phương trừ R bình phương, nghĩa là bằng 10 bình phương trừ 6 bình phương. Chúng ta sẽ tính ra được được đường cao, nghĩa là ở đây 100 và trừ 64 là bằng căn 2 của 36 là bằng 6 này. Như vậy chiều cao đây bằng 6. Như vậy thể tích sẽ bằng 1 phần 3 nhân ở đây cho pi nhân R bình phương và nhân ở đây cho H. Có R có H chúng ta thế chỗ đây xong. Hiểu chưa? Như vậy ở đây người ta đã giải em rồi này. Đây SO chúng ta đây chính là đường cao là đấy, 36 đây 64, thầy xin lỗi, 64 nghe chỗ đây bằng 8. 66 36 này nhẩm sao mà trừ tào lao 64, xin lỗi nha. Nhưng mà cơ bản là cái công thức là không được, do thầy nghĩ ở dưới đây nó là có đáp án rồi nên là thầy làm nhanh, nhanh quá thì lại trở thành muộn ha. Ta thế công thức. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 4 này. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón có độ dài đường sinh bằng 13 và chiều cao là bằng 12. Chúng ta ở đây chúng ta đã có cái R chưa? Chưa có bán kính. Thì chúng ta cũng từ công thức này này, nghĩa là khi đó R bình phương có phải là bằng độ dài đường sinh trừ cho chiều cao bình phương. Suy ra R chúng ta sẽ bằng là căn bậc 2 của L bình trừ cho H bình. Trong đây là người ta đã cho em là độ dài đường sinh L chúng ta là bằng mấy? 13. Và H chúng ta là bằng 12 này. Chúng ta thế chỗ đây. Như vậy R của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 13 bình phương trừ cho 12 bình phương. Có đúng không? Thế mọi người hiểu không? Như vậy ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? Căn bậc 2 của 25 đúng không? Như vậy kết quả bằng 5. Như vậy diện tích xung quanh của nó sẽ bằng ở đây là gì? Pi nhân như các em R và nhân cho L. Như vậy bằng pi nhân R chúng ta là 5, nhân L chúng ta là L chúng ta là bằng 13. 5 nhân 13 bằng 65 pi. Ở đây là cm vuông. Được chưa? Còn thể tích của hình nón sẽ bằng là pi 1 phần 3 nhân pi nhân R bình phương nhân H. Như vậy ở đây sẽ bằng 1 phần 3 nhân pi R bình phương ta là 5 bình phương nhân H của chúng ta là bằng bao nhiêu? Là 12. Như vậy 12 chia 3 bằng 4. 4 nhân ở đây cho 25 là bằng 100 đúng không? Bằng 100 pi cm khối. Xong. Đó, vậy thôi. Phần luyện tập 4 á, coi như xong rồi đấy. Hiểu chưa? Rồi, bài rất là chi tiết. Ở đây chúng ta có thể vẽ là cái hình này vô. Ở đây BC chúng ta đây là bằng 13. Và chiều cao AC chúng ta đây là bằng 12. Khi đó chúng ta sẽ tính được cái chỗ đây vuông. Chỗ này AB chúng ta là bán kính là bằng 5. Được chưa? Bằng 5. Đây chính là bán kính này. Không, các em không thích vẽ hình này thì chúng ta làm theo kiểu R, H, L luôn cũng được. Kiểu trình bày nào cũng được các em. Yeah. Được không? Ta sử dụng Pythagore chúng ta tính thôi như đó. Tính bán kính là ra. Đó. Theo định lý Pythagore ta có diện tích xung quanh. Rồi. Ta sẽ có thể tích. Một cái 65 pi nha. Rồi ta sẽ đi sang ở phần vận dụng game. Phần vận dụng
người ta đổ muối thu hoạch được trong cánh đồng, muối thành từng đống và hình nón đây, muối này với chiều cao ở đây h của chúng ta là khoảng là 0,9 m, đường kính ở đây người ta cho đường kính cho ngoài bán kính này, đường kính nghĩa là d chúng ta sẽ bằng là 1,6 m. Hỏi mỗi đống muối có bao nhiêu đề cm khối, thì người ta đi tính thể tích, người ta yêu cầu làm tròn kết quả hàng đơn vị. Như vậy từ cái đường kính này chúng ta sẽ tính ra bán kính R sẽ bằng là D chia 2 sẽ bằng 1,6 chia 2 là bằng 0,8 m. Như vậy đã có chiều cao và đã có bán kính thì chúng ta tính thể tích. Thể tích là bằng 1/3, 1/3 nhân pi nhân R bình phương nhân h sẽ bằng 1/3 nhân pi R bình phương ta là 0,8 bình phương nhân ở đây là 0,9. Có hiểu không? Ở đây người ta lấy pi người ta là 3,14 nha. Hoặc là người ta bấm pi trong máy tính này người ta tính luôn. Như vậy đây sẽ bằng 1/3 này nhân ship pi nhân 0,8 bình phương nhân ở đây cho 0,9. Đây. Người ta yêu cầu các em làm tròn đến kết quả hàng đơn vị. Hàng đơn vị. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy là 0,603 mét khối. Để chúng ta đổ ra đề xị mét khối chúng ta nhân cho 1.000 đúng không? 0,603 ở đây là mét khối này. Để mà đưa về đề xị mét khối chúng ta nhân ở đây cho 1.000 thì bằng 603 đề xị mét khối. Xong. Có hiểu không? Theo yêu cầu của người ta đấy. Ok. Đã rõ chưa? Đây nghe, chưa rõ thầy cũng đưa ra. Rồi, vậy thôi. Đúng không? Về phần bài tập thì trong đây người ta cho cũng rất là nhiều bài. Có 6 bài. Thầy sẽ quay cho các em trong clip sau. Chúc em học tốt. Bye bye các em nha. Chúng ta nhớ làm trước thầy. Cái bài này nó cũng không khó đâu các em, không khó nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.